Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Thưa anh chị em, không giống như không khí của ngày Giáng sinh, chúng ta thấy đèn, đóm, nhạc Giáng sinh vang lên khắp nơi, nhưng không khí của buổi sáng ngày Chúa Phục Sinh thường là âm thầm, thường là tĩnh lặng, thường là một cái gì đó kín đáo, khe khẽ, nhẹ nhàng. Chúa sống lại đúng ra là một thánh lễ quan trọng nhất trong đời người Kitô hữu, là đỉnh điểm của tất cả các thánh lễ. Vì nếu Chúa không sống lại, đức tin của chúng ta không có ý nghĩa, thưa anh chị em. Nếu Chúa không sống lại thì chúng ta cũng chỉ tin vào một người như một vị thầy, một guru, một người đã từng có những cái lời hay ý đẹp nào đó thôi. Nhưng Chúa sống lại cho chúng ta một sự xác tín rằng Chúa đã làm người và Chúa chiến thắng sự chết và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng của sự sống thông qua chính sự sống lại của Chúa. Và thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay để lại cho chúng ta nhiều điều để chúng ta suy tư lắm. Tôi cũng chia sẻ nhiều lần trong các lễ phục sinh, tôi mời gọi anh chị em cùng dừng lại một vài điểm để chúng ta gẫm về cuộc đời của mình ngang qua cái biến cố bà Maria Magdala và hai môn đệ chạy ra mộ để tìm Chúa nhưng nhận biết Chúa đã sống lại. Thứ nhất, họ có thấy Chúa không thưa anh chị em? Thưa, họ không thấy Chúa. Họ vì họ không thấy Chúa nên họ tin vào Chúa sống lại. Nghĩa là họ khởi đi từ việc không thấy xác của Chúa nằm trong mộ nữa, nhưng chỉ thấy băng vải xếp lại để riêng ra một bên. Nghĩa là gì? Tại sao cái chi tiết này được nêu rõ thưa anh chị em? Vì ngày xưa người ta thường, những người chống lại việc này nói các môn đệ đã cướp xác của Chúa, đã ăn trộm xác của Chúa đi, hoặc là có ai đó để ăn trộm xác của Chúa đi. Nhưng nếu mà một người đi ăn trộm, anh chị em, người ta có xếp băng quấn xác lại để qua một bên cho gọn gàng không chứ? Không ai làm như vậy hết. Ta ôm ta chạy cho lẹ chứ, sao mà phải gỡ ra rồi xếp để lại một bên. Và cái từ tiếng Ý họ nói rất là rõ, sconfiare, là thật sự là xẹp xuống. Nghĩa là nếu như mà mình, nếu như mà cái xác ngày xưa như Lazaro chúng ta biết đó, được quấn vải vòng quanh. Nhưng mà nếu như mà muốn gỡ ra là phải tháo bung ra hết. Nếu đem cái xác không là phải tháo bung ra hết, hoặc là đem cả người lẫn cái vải đã quấn xung quanh nó đem theo.
Nhưng mà sgonfiare nghĩa là gì? Xẹp xuống. Nghĩa là cái những gì đã quấn bây giờ đã xẹp xuống, vẫn y như vậy và xẹp xuống. Chỉ có cái khăn che mặt được gỡ ra và xếp riêng, cho thấy rằng người ta không thể nào lôi cái xác ra khỏi cái băng vải đã quấn được. Chúa đã ra khỏi đó. Chúng ta nhớ trước đó Lazaro đó, khi Chúa cho Lazaro sống lại, Lazaro nhảy ra vì không đi được vì cái băng vải quấn xung quanh mình. Và Chúa phải nói gỡ cái đó ra để cho anh ta đi tự do. Nhưng mà lần này chúng ta thấy Thánh Gioan mô tả đã xẹp xuống, nghĩa là xác không nằm ở trong đó nữa. Và nếu ăn trộm thì người ta không có dạy gì, người ta mất thời gian để xếp lại cho gọn gàng. Đó là một cái điểm đầu tiên để chúng ta suy tư, là Chúa đã sống lại như thế nào. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, Maria Magdala. Maria Magdala đi ra mộ vào ngày sáng ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất là ngày gì ạ? Chúng ta nhớ khi nói đến ngày thứ nhất trong một tuần, chúng ta nhớ trong sách Sáng Thế đó, là Chúa khởi đầu sự tạo dựng vũ trụ, tạo dựng thế giới. Và việc ngày thứ nhất trong tuần kinh nghiệm Chúa sống lại như kinh nghiệm trở lại, Chúa sắp xếp lại mọi trật tự, Chúa tạo dựng trở lại qua chính sự sống lại của con Chúa. Điểm thứ hai mà tôi mời gọi anh chị em suy tư, nó liên quan đến con người nhiều hơn. Có lẽ người phụ nữ người ta thường ra mộ nhiều hơn người đàn ông. Tôi biết có người ngày này ngày ngày vẫn niềm vui duy nhất của bác ấy là ra thăm lại mộ của chồng mình và con mình mỗi ngày. Nhưng mà tôi nhớ có nhiều lý do người ta ra mộ, ra để thương tiếc. Thương tiếc vì mình muốn người đó phải luôn ở bên cạnh mình. Có người ra mộ vì áy náy vì khi người đó còn sống với mình đã không làm tròn trách nhiệm với người đó, không kịp làm cái gì đó cho cuộc đời cái người mình thương, và bây giờ mình quay lại thăm để nói lên cái sự áy náy của mình. Có người ra mộ vì hối hận, sợ. Rất là nhiều người ra mộ vì hối hận, vì sợ, vì cuộc đời khi người đó còn sống với mình đã làm tổn thương người ta, và bây giờ mình chưa kịp nối lại cái sự chữa lành đó. Và tôi mạo muội nghĩ, dựa trên cái kinh nghiệm tôi nghe được từ nhiều người, cảm nghiệm của Maria Magdalena không phải chỉ là thương tiếc, không phải sợ, cũng không phải áy náy, nhưng Maria Magdalena nhớ cái người dành trọn cuộc đời để chấp nhận mình như mình là. Hay nói một cách khác, ra mộ vì nhớ Chúa, nhớ một người yêu thương mình và chấp nhận mình như mình là, nhưng không còn ở đó nữa. Nhớ một người vì yêu thương mình mà chịu đau khổ, chịu chết. Không, trên cuộc đời không có ai yêu thương mình vô điều kiện mà sẵn sàng chết cho mình hết. Nên chắc chắn nếu chúng ta đọc Tin Mừng theo Thánh Marco, Maria Magdala còn đi với một người nữa mang theo dầu thơm, men theo thuốc để sức. Nghĩa là gì? Maria Magdalena đau khổ vì người đó đã đau khổ vì mình. Tôi tự hỏi bao nhiêu người trong chúng ta đến viếng mộ của người thân, cha mẹ ông bà mình, vì cái kinh nghiệm đó. Nghĩa là một cách nào đó mình nhớ con người đó và mình tiếc nuối, và nhiều khi mình muốn bù đắp cho vết thương người đó đã chịu vì cuộc đời của mình mà không được. Và chúng ta thấy là cái kinh nghiệm đầu tiên của Maria Magdala là gì? Ai đó đã lấy đi xác của thầy, bà đi loan báo.
Đôi lúc chúng ta cũng vậy, nhiều khi qua cái đau khổ đó mà xảy ra trong cuộc đời mình vì yêu thương đó, mình không muốn ai lấy cái đau khổ đó ra khỏi cuộc đời mình. Cho dù có nhiều kinh nghiệm mới tốt hơn, đặc biệt hơn và vui sướng hơn, mình không muốn ai đó lấy cái đau khổ đó ra khỏi cuộc đời mình. Đau khổ của mất mát. Tôi nói một cách cụ thể như vậy. Tôi gặp một người phụ nữ đó, nhiều năm trời khóc buồn tủi vì mất chồng. Mất chồng một cách bất ngờ, chồng chết. Và cô ấy áy náy vì không biết rằng mình có làm gì sai cho chồng buồn hay không. Cô ấy áy náy vì mình đã không kịp lo cho chồng trước khi chồng đi, không kịp gặp chồng trước khi chồng mất. Ngoài ra cô ấy tiếc thương vì chồng đã quá thương mình đi, quá yêu thương mình đi, mà bây giờ mình không nghĩ rằng mình không còn ai có thể thương mình nữa, được như vậy nữa. Và đau khổ đến mức đó. Và đến mức độ cô ấy nghĩ rằng cuộc đời của cô ấy từ đó trở đi, mấy chục năm sau, không có bao giờ sẽ có lại niềm vui nữa. Nên luôn luôn sống trong cái cảnh u uất của mất mát. Tất cả những gì cô ấy có thể nhớ lại được là cái kinh nghiệm mất chồng của mình, chấm hết. Sau đó những gì xảy ra sau đó không có ý nghĩa gì hết. Thì sau một thời gian gặp tôi để được đồng hành, thì tôi mạo muội xin cô ấy chia sẻ lại kinh nghiệm này vì tôi nghĩ rằng nó quan trọng. Cô ấy đồng ý. Nghĩa là gì? Đến một lúc nào đó tôi hỏi cô ấy, nếu như chồng chị yêu thương chị như vậy, và nếu mà chồng chị còn sống, chồng chị sẽ cảm thấy như thế nào khi chị tiếp tục tìm con người đã chết nơi anh ta? Chị không buông chồng chị ra như là một người đã được Chúa đón về. Chị muốn giữ anh ta mãi mãi là một người đã bị chết. Đúng không ạ? Và chị im lặng. Và tôi hỏi một câu thứ hai. Giả sử như chồng chị đã về bên Chúa và chồng chị yêu thương chị như vậy, chồng chị sẽ nghĩ như thế nào khi thấy vì cái chết của mình mà vợ mình không bao giờ có niềm vui nữa? Có ai vì thương một người mà khi người đó chết đi, người đó không muốn vợ con mình phải vui, được vui không? Thưa không. Thưa không ai muốn vậy hết. Và chỉ nói đúng như vậy. Con sợ con vui, con sẽ phản bội chồng con. Sợ đó anh chị em. Sợ nếu mình vui trở lại, nghĩa là mình phản bội chồng mình, chồng chết. Thưa không. Và tôi mạo muội nghĩ có lẽ kinh nghiệm của Maria Magdala nói lên điều đó. Vì mình được yêu thương quá, mình không có khả năng mở ra niềm vui trở lại. Tất cả những gì mình muốn là giữ lại cái chết, giữ lại cái kinh nghiệm của việc chết vì phản bội, vì ghen tị, vì bị bách hại, và làm mất đi cái người đã yêu thương mình. Và thưa anh chị em, Maria không nhận ra Chúa trước mặt mình sau đó. Sau cái bài tin mừng này, đoạn kế tiếp là Maria ra sau vườn khóc. Khóc và người Chúa hiện ra trước mặt bà không nhận ra. Nhưng điều gì xảy ra? Chúa kêu tên bà Maria. Lúc đó bà nhận ra Chúa. Và có một nhà thần học nói rằng từ đó Maria không nhận thấy Chúa bằng đôi mắt của những gì mình thấy trước kia nữa, nhưng mà nhận ra Chúa từ tiếng của Chúa bên trong tâm hồn mình. Nhận ra Chúa từ tiếng gọi của Chúa trong tâm hồn mình.
Chúa bây giờ không còn ở bên ngoài để mình thấy nữa, mà Chúa ngự trong tâm hồn của bà ta. Và đến một lúc nào đó mình cũng thấy như vậy anh chị em. Một lúc nào đó mình sẽ hiểu được rằng người mình yêu thương, cho dù có mất đi, họ vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn mình. Trước khi chuyện đó xảy ra, khi mình xa nhà, cha mẹ, vợ chồng, những người mà thường yêu thương nhau đó, tiếng nói, sự hiện diện của họ luôn luôn trong tâm hồn mình, nói lên tình thương thật. Điểm thứ hai và điểm cuối cùng thưa anh chị em, điểm thứ ba là Phêrô và người môn đệ Chúa yêu, được biết là Thánh Gioan đó anh chị em, chạy ra mộ. Họ cũng chạy ra mộ. Họ chạy ra để tìm lại người thầy. Họ nghe tin thầy bị lấy cắp, xác của thầy bị lấy cắp. Họ chạy ra để tìm lại. Nhưng điều gì xảy ra? Một người chạy nhanh hơn. Gioan chạy nhanh hơn. Được nói là người môn đệ Chúa yêu, chạy nhanh hơn. Tình yêu luôn luôn đi bước trước, phải không anh chị em? Người nào càng yêu càng muốn đi bước trước, càng muốn chạy nhanh để tìm lại, để chứng minh tình yêu của mình, càng muốn quay trở lại nhanh hơn. Nhưng cái hay của Gioan là gì anh chị em? Tôi yêu nhưng tôi không dành phần kinh nghiệm trước. Tôi đi bước trước nhưng tôi không dành phần thắng, phần kinh nghiệm trước cho tôi. Gioan đã tới trước, đã thấy, đã tin, nhưng Gioan chờ. Chờ ai anh chị em? Chờ người anh em của mình để cùng kinh nghiệm với mình. Phêrô tới sau. Phêrô bước vào và Gioan bước vào theo. Người môn đệ Chúa yêu bước vào theo. Tình yêu không giành phần thắng. Tình yêu đi bước trước nhưng không giành phần thắng. Không dành trải nghiệm trước và kinh nghiệm trước, mà tình yêu thật, người kinh nghiệm được yêu luôn chờ đợi người anh em của mình, chờ đợi người bạn hữu của mình để cùng chia sẻ cái kinh nghiệm tình yêu đó. Đó là tình yêu thật. Và cả hai đã tin. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy anh chị em. Có đôi lúc đó, cái tình yêu, cái cảm xúc nó lên cao đó, nó luôn luôn sáng tạo, nó luôn luôn tìm cách khám phá và cởi mở. Nhưng cái tổ chức, cái sự sắp xếp, cái hệ thống nó luôn luôn đi sau. Đi sau để đảm bảo, để bảo tồn, để gìn giữ. Gioan đại diện cho cảm xúc của người muốn yêu thương Chúa và muốn sống một cách mãnh liệt nhất. Phêrô đại diện cho người chủ chăn, cho người chủ chăn của giáo hội, luôn luôn đi bước sau, nhưng đi để vững bền, đi để sắp xếp, để tổ chức, để làm chứng. Chúng ta cũng quay lại trong cuộc đời chúng ta thưa anh chị em. Một, những lúc tôi đau khổ, kinh nghiệm của cái chết, mất mát, chia ly, tôi thường muốn giữ lại cái kinh nghiệm đó, hay tôi qua đó nhìn thấy ý nghĩa của sự sống và hy vọng. Và cái gì làm cho tôi kinh nghiệm ý nghĩa của sự sống và hy vọng nếu không qua sự sống của Chúa? Thứ hai, theo Chúa là sẵn sàng yêu bằng đi bước trước. Tôi có đi bước trước trong tình yêu, tôi có muốn giành phần thắng trong tình yêu. Tôi có còn can đảm chờ người đi chậm hơn tôi để có thể kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm tình yêu với tôi hay không? Và khi chúng ta làm được điều đó, tất cả chúng ta kinh nghiệm ơn Chúa sống lại trong cuộc đời chúng ta.